301 tô hiệu. Đây rồi. Có ai đến chưa? Có đi Neko với cả Neko đâu? Đâu đâu đâu? Ở đâu rồi? Hello Lê Cô. Hello Quân. Sao? Ok, được rồi. Tiền, vấn đề tài chính thì sao đây? À, tài chính á, ông cầm được 60.000 à? Thế cơ? Ông cầm bao nhiêu tiền? Nếu như trừ cả đi Grab thì sao nào, tôi còn mẹ 30.000. What the fuck? Nói không ơi, tôi nghèo rồi. Tôi quên mất phải tính cả tiền Grab vào nữa. Sao không ở đấy? Chỗ này chi? À được rồi. Mi giả này, sao không đi? Mi giả sao không đi? Đúng rồi, sao mi giả không đi? Sao mi giả không đi? Thế à? Anh đi trường thế còn trường? Trường không. Trường sao? Trường nào? Trường đi tham quan với lại trường hành chính và trường. Trường đi tham quan với trường. Ông định bán đá ở đây ạ? Tôi bán lại chắc là người chơi kỳ ông ra. Tôi bán lại cho người chơi tao linh nhá. Bán lại ác á? Ừ. Ông đem 30.000 đúng không? Đúng rồi. Basically tôi sẽ phải trả ông 110. Oh shit. 120 bro. Bro. À, mình đúng rồi bro. Anh như Asian. 119. Xem tiền này. Use the calculator. Ác tôi là 5.600 PP thì tôi bán 560.000 nhá. Thôi ông ơi, ác sao bán những Nikanli được? Đây đâu phải Nikanli đâu, đòi bán. Bán được mà. Đấy, ông đi bảo PP là lực chiến đấy hả? Bán cho Bảo Long, Bờ Long nhờ. À, mà Long là nó thiếu ác rồi. Tôi đang thử ác đấy. Tôi đang cày ác 6 số. Thật đấy à? Đa tài khoản Zoom. Bro, đa tài khoản Zoom. Không phải đa tài khoản. Nó không phải tài khoản của tôi. Bro. Bro. Multi app. Chia sẻ tài khoản. À, em ông người sao? Em ông người sao? Chiều thì có ban chủ. Tôi tưởng em ông bấm vòng mà. Bấm vòng nhưng không trên ban chủ. Thật đấy à? Trên Ripple mà. Thật đấy. Bro. Cái sao em đăng cái gì cả? Đăng cái hình của mẹ rõ ràng là sao qua PP ấy. Đúng rồi. Sao ra cái nick mèo mèo ông dùng đấy à? Cái nick mèo mèo ấy. Đâu? Cái nick đấy thằng nào dùng ấy? Tôi, thằng nào? Duy Nguyễn. Duy Nguyễn, Duy Nguyễn. Đúng rồi. Expo. Expo. Em mới tải game. Có mai lớp. Fury đèn pin incoming. No bro, Fury đèn pin. Tôi không chơi Fury bởi đang như bắt từng. Tôi chơi được. Không, ý tôi là Fury đèn pin cơ. Ý tôi là Fury đèn pin. Fiery. Cái map siêu nhất. Siêu tiếng Anh. Colorful đèn pin nào. Colorful đèn pin tôi chơi được hả? Thế cơ? Chơi rồi. Thế à? Một chai phát. Thật đấy à? Colorful. Cyric, một chai phát. Cái set Colorful tôi xóa. Ok. Xóa nick của Fiery đi. Được rồi, mẹ tôi đang là Colorful. Còn bộ em là cao nhất Việt Nam. Bao nhiêu? Kiệt thảo đạp. Bạn có bộ bao nhiêu mà kiệt thảo đạp? Trong 25.3 giảo. Kiệt thảo nhiều nhất hơn. Đúng rồi. Rồi, combo game. Sao tiêu mút game. Đây là combo game mà. Tôi biết là thế cũng ông nướng nhầm thịt của lẩu vào đây à? Thế nào? Không, cái này cho cái gì? Nên con tưởng đây là khay lẩu. À. Thịt lẩu ở đây. Nhưng mà cái này để đặt được cả lẩu rồi nướng ấy nhỉ? Biết đâu được. Người ta bỏ cái than dưới ra đặt lẩu vào được mà. Ở dưới có cái chỗ than và nướng ấy. Đúng rồi. Không. À,
Ở dưới có thang mà. Bỏ xuống là nướng, bỏ đi là nướng được, nổ được. Alo à? Hybrid là gì nữa? Chín nó mới cấp. Mấy ngày cắt ra đi. Nên bò được chưa? Chaco Modo. Đúa 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 đúa. Ê, có một cái đũa này. Toàn là huôi không à? Sang mấy chỗ khác đấy. À, đây là còn tôi tìm các còn lại rồi. Ok, tôi tìm nữa rồi. Lấy mẹ ghế sang mẹ bà bên này một người. Tôi lấy ghế sang bên bà bên này một không vượng vướng á. Tôi nghĩ ăn bên này rồi. Alo, thịt gà phải đem một cái không ạ? Tôi thịt gà bỏ đũa ngồi rồi. Khó gà. Có ba chỉ không? Có đấy. À, ok. Lấy bò vào nào. Bắt đầu thịt gà như sâu đỏ. Cory có đến đâu nhỉ? Không. Không. Cory á? Cory hết mẹ thì Cory bảo không rồi. Cory bảo có. Cứ cờ không á. Một giờ đi. Thì tới đây xong rồi đâu mà. Cá gì cũng không có gì xong rồi. Đến nơi xong hết rồi ấy. Không. Không có một giờ có anh xong rồi. Rồi. Quay đâm bảo. Sao? Không quay. Anh sinh nhật này. Không quay. Đến lâu quá. Ông lâu ấy. Ông học gì mà lâu thế? Học đéo thì lâu, mẹ 12 giờ mới tan. Đi từ Quang Trung Hà Đông lên nhảy ra đây chả đấy không lâu. Tôi cũng đi từ tôi đi để cho dân lấy Vinh đến đây này. Thì mẹ Quang Trung xa hơn nhiều. Thế à? Chị ăn đi. Đó rồi tôi mới gặp ở Huế. Mẹ chú, đứng bên kia. Lúc này tôi thấy rõ ràng chỗ này ăn chồng. Về chuồng đi ông ơi. Dây của tôi nha, em của tôi nha. Em của tôi nha. Bia đi, đi qua. Đi qua. Đi qua. Đi rồi, thôi kệ đi. Đi qua. Nếu không ăn được gì rồi. Món này ngon mà. Bà có thể thay vì đúng không? Đẹp lắm. Ôi nhiều bà có thể thay vì. Đẹp lắm. 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 Đẹp nên năm hay vỉ ở rồi đấy. Thì được chứ. Nguyện gì à? Tăng nguyện gì? Nguyện. Năm nay hơn 12. Ông ấy thi trường gì ở vậy? Tôi đi nước ngoài. Nước gì? Phần Lan. Đất nước nó kia à? Yes, đất nước nó kia ấy. Không đâu. Tôi quay đua tí mà. That is illegal. Very illegal, bro. Like lolly. Tôi nỡ bút cát đấy. Chưa tôi bút kỷ đâu à? Mấy cái đĩa này. À đúng rồi, cái đấy là đây cái Tteokbokki, Tteokbokki. Rồi rồi nhỉ. À đây rồi. Tteokbokki đây rồi. Thêm một ít nữa nhỉ. Một tuần ăn uống.
chắc là được rồi. Lâu năm đều biết rằng có thịt tất cả từng con rồi bro. Mua ông lấy thêm. Ông đi chạy nghe tin học kệ mẹ ông nhá. Cái gì ạ? Ông cứ dây đeo nhưng mà tôi hỏi ở đâu thôi. Dây đeo gì ạ? Hơi toxic. Dây đeo gì ạ? Hơi toxic mood. À dây đeo không đi hợp lại à? Dây đeo cổ ấy không đi hợp lại à? Nhọn nồi. Thôi rồi năm sau đi. À Tuấn còn không? Tuấn năm còn. Sau Ed Tiến Đạt đéo tổ chức nữa. Ngoài bro. Thế sao không tổ chức nữa? Thế chán rồi. Đéo đủ kinh phí nữa. Nếu thế thì sao nó lại không tổ chức nhỉ? Thế. À trừ khi thì có mẹ chị Trúc thích tổ chức thì đấy thôi. Hoặc là Tuấn là ấy thôi. Tuấn sẽ làm. Bách thì sao? Bách ở Mỹ. Trúc Mỹ mà. À. Anh sao đấy? Quên. Tôi nhớ là nó khách có khách về Việt Nam. Bách về Việt Nam nhưng mà vào offline ở Nam. Chi ăn đi, nhìn gì thế? Các ông kia gặp Bách. Thôi cứ ăn đi. Khá rồi, tôi nhớ hôm offline Nam Bách mất tím. Tôi nhớ rồi. Hôm đấy có ảnh offline ở Michigan đấy. Thôi rồi, lần nào thấy Jack Lê Hoa offline Michigan. Mẹ Michigan gà bán lìm. Đâu, nói bảo này. Đa Sani. Đâu. Thế nào? Thôi anh chụp lại xong gửi tôi nhé. Real shit. Nhưng mà cái tôi trầm cảm. Ok, đã thấy rồi. Ông chụp đi. Tôi chụp rồi. Ok, đúng rồi. Bức ảnh cái tôi trầm cảm. Nhưng bức ảnh của Thiên Quân trầm cảm. Thiên Quân trầm cảm. Bro, no you don't do that. Không. Lâm Mạo. Cái gì đây? Lâm Mạo. SSR. Fucking hell. Cái gì đây? Hỏi rồi sao ấy? À, chúng SR. Chúng SR à? Yes. May mắn rồi. Tôi cũng sẽ... Một phu. Tôi cũng sẽ SGO nên không rõ về cái này lắm. For context, cái này là 0.17% không? Vãi luôn. Yes, nghe đéo nó không phải 17. Bro, tôi phụ cái này tôi không hết mà không. Biết thẻ gì ấy? Yu-Gi-Oh! Con này ở trên Chuyền Tốt là mẹ 25 đô một con. Đã nhỉ? Ông sưu tầm thẻ à? Không phải sưu tầm. Con này là tôi full pack, tôi kiếm build deck nhưng mà full được con này. Vâng. Full được pack 8.000 đúng không ạ? Giá con này tầm 600 một con. Ông định bán lại không? Có nhưng mà không biết bán cho ai. Thế á? Mua à? Ông quảng cáo ác thì tôi cho lên. Bán ác Osu nhá. Ông quảng cáo đây. Bán ác Osu. Gmail, email chính chủ các kiểu. Rồi, đấy, còn thông tin gì không? Còn TP hay là số giờ chơi rồi ngày tạo thì sao? Ngày tạo là mới 26 tháng 26 tháng 27 tháng 6 năm 2017. Chị bỏ anh nha. Rồi, quay sang tôi để tôi làm ăn. Rồi. Ok, chào các bạn. Mình nhận order Ác Osu có OS 1000 PP guarantee, bấm 300 PP không bay màu. Đây cũng có, đây cũng có nhá. Đừng. Ôi, tôi có. Cái tranh nữa. Không bay màu. Guarantee tam thoải mái không bay màu. Nhận order số lượng lớn nhá. Vậy ác có sau 7 tuần là 1 tuần. Ác tạo hơn 5 năm rồi không thể có chuyện autoban được. Bro. Ác tạo 1 tuần bấm liên tục từ mẹ 1000 đến 3000 không làm sao. Rồi lúc cùng ông bán Bảo Long không? Bảo Long ấy, nó mất rất nhiều ác rồi đấy. Ui dồi ôi, Bảo Long doanh nhân nhiều ác nhưng mà bán. Bảo Long sản xuất đại trà rồi. Đúng rồi. Bảo Long có nhà máy ác rồi. Đúng rồi. Doanh nhân VIP thế gì nữa hả? À sao không ai không bảo Bảo Long ra? Đúng. Bảo Long ra chửi gì? Bờ Long thì sao nào? Giàu hỏi không? Giờ gọi đàn ạt ơ, gọi anh xe đoán. Bờ Long siêu thân thiện với tôi dạo này. Nhìn mẹ bóng đá. Người ta bị cục.
Bảo Lâm không đáp ý cơ, đặt rác rồi. Tôi biết rồi, nhưng mà vẫn gọi tôi vào ấy. Chẳng qua tại vì nó làm hỏng, nó nát tôi bút ấy mà. Hôm nọ vừa chửi tôi, vừa chửi ác mạnh luôn. Xong ngày hôm sau, đang từ trên Twitter. Wow. Kiểu vui vẻ vậy rồi. Mạnh Dũng rồi, nó như kiểu tiêu khiển ấy. Mạnh Dũng ấy. Mạnh Dũng rồi, Mạnh Dũng khá là in không có con đẹp. Mình đi sang bên chỗ. Tất cả là anh. Ôi, sao nào ấy? Ông đi đâu mà chân đau ấy? Hả? Ông đi đâu mà chân đau đấy? Chống gậy 200 cái và đứng lên 540 cái. Thật đấy, sao chống gậy ấy? Hả? Ai? Sao chống gậy ấy? Thứ nhất, nói chung là kiểm tra 40 cái từ. Thật đấy à? Ông muốn đi, ông có thể gọi thêm gì? Đây xuất 140 gì đó. Ông mang cái gì? Chả lẽ giờ đau. Ôi, cháu ông cứ gọi thêm không sao. Nên cô ba mà đúng không? Không phải do nên cô đại gia. Nên cô ba. Ông ơi, nên cô đại gia mà. Trước đây là bắn truy kích. Cái gì thằng này chơi truy kích à? Nên cô ơi. Lúc lột mà nó truy, nó chạy truy kích trước. Tôi tưởng chơi Free Fire. Không, Free Fire là bạn nó chơi. Ông ơi, nó chỉ chia sẻ lên là bạn Minh đúng rồi. Tôi chơi Honesty R tất cả đều sao bị xóa bài. Bạn Minh Đức. Mạnh Dũng Studio gồm mình này, bố mình, mẹ mình và bạn Minh Đức. Ông và bạn MD khác, và bạn MD. Có nghĩa là bạn MD. MD. Xong rồi tôi lướt xuống một cái comment ở dưới là thằng tên là Minh Đức bảo là tao đang cầm tài khoản, tao cầm app của mày nên mày cũng muốn bay không. Sao tôi kiểu what the fuck. Đấy, mình đưa bốn lắm. Xong rồi bây nay có thêm một anh nữa, anh Nguyễn Hoàng. Kênh của bốn lắm. Kênh của bốn lắm. Nguyễn Hoàng là chỉ là Nun đờ đờ đờ. Man gà dạo. Thứ ba, thì muốn gà OS thì phải xin phép. Phải xin phép. À đúng rồi. Mỗi năm chỉ được gà một lần. Kênh của bốn nó thật. Trời. Nếu thì gà ngoài đấy thì phải tác cái gì nhỉ? Unofficial. Unofficial. Mày không biết kênh Mạnh Đoàn không? Biết kênh nào không? À rồi, biết. Mạnh Đoàn video. Video chọi gà. Chọi gà. Bố anh Mạnh Dũng không? Toàn video chân lượng. Tao đã lâu rồi. Nhưng mà như mở lại rồi tao. Chọi gà có bạn khác không nhỉ? Hình như không phát nhưng mà nó vi phạm nó ga tiêu chuẩn nó tiêu chuẩn cộng đồng. Cả nhà nó lại retard với nhau. Xong nó gã đánh nhau. Tôi bảo là gì? Mẹ nôn địa chỉ ở đây. Nó nôn mỗi Đà Nẵng, nó đéo nôn gì nữa. Nhưng mà Mạnh Dũng Hà Nội mà, Mạnh Dũng Hà Nội ấy. Nó ở Gia Lâm, Mạnh Dũng ấy. Ừ, nhưng mà tôi bảo thằng Hoàng Minh Đức cơ mà. Tôi có hẳn địa chỉ đó. Lúc tôi ra Đà Nẵng mà tôi hẳn địa chỉ luôn. Vãi. Ôi mất cậu bố mẹ. Từ Mạnh Dũng ấy. Nó không, tôi không hỏi nó retard mức nào rồi. Tôi không tin được. Sau khi đi Đà Nẵng tôi mới cảm giác là mẹ mọi thứ không như đời. Tôi nhìn kiểu ông ấy, quân ấy. Vâng. Ông mấy ông ơi. 11 12 ấy. Tết này đang xây ra Hà Nội đấy. Ông nhìn nhìn kiểu 11 12. Nhìn Steve chưa? Ông nhìn thằng Steve chưa? Steve ở ngoài đời á? Steve ở ngoài đời. Ông nhìn thằng Hạnh Hảo. Ông nhìn thằng Ethan chưa? Mẹ, Ethan mới lớp 9 mà mẹ nhìn tôi như nhìn 27 rồi không ạ? Nhìn sơ vãi lồn. À đây cô ơi, à không mấy ông ấy mà Tết này đang ra Hà Nội đấy. Tết này ấy. Lúc ấy mẹ tôi kiểu tôi đi ăn với cả Majui, với em với cả Steve. Không phải đang xây. Thánh report trên OQ report 2 năm 3 rồi cơ. Còn nhiều không tưởng đúng là 12. Thằng Steve nhìn retard. Steve mà bằng 3 tuổi à? Thằng Steve mấy ông nhìn bình thường nhưng mà nói chuyện thi thoảng retard. Mấy ông ơi, Steve bao nhiêu tuổi ấy nhỉ? Steve ấy? Steve 24. Phải rồi, tôi tưởng nó phải, tôi tưởng Steve phải 9 mấy, phải 90 cơ. Phải 99 ấy, tôi tưởng Steve phải 99. Tôi nhìn thế, tôi nhìn khác nhau đâu. Tôi Steve mới đến. Ui dồi ôi. Thằng này như là ông có face review của Steve không? Có á. Đâu ra xem cái. Như tôi xóa mẹ trong tâm huyết ấy, ông đào lên. Mẹ nói thì nhìn nhảy. À, con fish để ở dưới biển. Muốn lấy đi tìm nó đi. À, tôi xem, trước tôi clear ảnh của tôi không ạ? Tôi clear phát
Kiểu lúc đấy bộ nhớ tôi sắp đầy. Tôi nhớ là kiểu sao, tôi nhớ tải gì mấy cơ liên ảnh cái còn 20GB trống. Mà ba ảnh được thực ra ông cũng không có photo đi, anh up hết rồi. Thực ra ảnh của tôi cũng 20GB. Tôi cứ chụp xong rồi người xóa. Mấy ông mới back up lên một photo ấy. Tôi bỏ ảnh tiếp rồi. Chưa có translate. Chưa cái gì? Tôi đọc đi. Bro! Đừng! Không! Anh điên à? This is illegal! Bro, cái gì mà illegal? Đây là đang nhen tay mà anh quay anh lên YouTube à? Anh muốn bị bay kênh không? À thôi. Anh muốn giải Tuấn Hào không? Anh muốn bay kênh à? Thôi. Anh muốn bị mute à? Mute 2 tuần. Không. Ông là ông còn có phê không? Phải rank cao nhỉ? Ăn có bây giờ đâu không ạ? Ê, ông ơi, hỏi cái bài hát này. Cái gì cơ? Cái bài hát này đang nghỉ đấy. Đang bật đấy, bài gì? Tôi không biết đâu, ông đi mà hỏi người bà dạy. Tôi chịu thôi, tôi mù nhạc lắm. Đâu. Cái gì đấy? Cô đi rồi. Đâu. Ông ơi, nó bị lấy. Lừa tình à? Bé đấy. Không, nó bị lấy. Tôi cũng nghĩ bé này thôi. Bé đấy. Bro, how to get this sound? Họ được cái đi sao? Lên nào. Được rồi. Phải xé rồi. Lên bro. Cái cách rồi. No, rồi rồi. Nghiêng quá. No. Xé rồi. Fuck. Thấy cách rồi. I ruined the fucking cake bro. No. Thấy cách rồi mà phải xé rồi. Đấy. Gentle bro. Cái... Gently. Ăn đánh rồi. Được rồi. Phải làm sao đẩy vào. Chắc không cần đâu. Bro. Đấy. Ông ơi. Nghĩa, để đâu bây giờ? Đứng lên. Đứng lên. Đi ra đây, mau lên. Cầm đi. Chi ơi, ra đây. Chi ơi, ra đây. Tôi tưởng là ông sẽ kiểu để lần thứ hai là chữ ca nữa. Lần thứ ca rồi bắt. Cái gì? Chúc mừng sinh nhật Nghĩa. Fuck. Những bức ảnh khiến tôi trầm cảm. Chúc mừng sinh nhật Nực nghĩa. Thôi, ra chủ tấm ảnh đi. Sao? Cho mẹ 3 bản. Người tôi sao về rồi? Đi đâu rồi? Đấy, thế là ăn ngôi bây giờ đi. Bởi vì sao sắp phải về rồi nữa. Tôi với cả Bí Giòn. Anh có tên mới à? Tôi đi cắt luôn, bảo người ta xin visa ấy. Ít ra người ta không biết là CKI đấy. CKI. Đúng rồi. Bên này là này. Mấy ông ơi, ông Bion này có gì sót trong này này? Đây này, có gì sót trong này đấy? Không phải cái này. Ngoài phép. Chúc mừng sinh nhật trừ một. Chúc mừng sinh nhật Ôi, tôi gambling siêu nhiều và nó đem cho tôi siêu nhiều profit. Gambling cái gì? Đồ CSGO. Ông được mấy con dao à? Nhiều. Súng thì sao? Đấy, dao này. Ông được con gì? Karambit à? Ông hồi trước tôi lấy luôn. Sáng nay tôi phải làm chương trình về Polymer không? Sáng nay hôm qua, sinh nhật tôi mới biết trình, nó chửi. Sáng nay tôi phải làm Polymer tiền hay Polymer hóa? Tất cả. Thế hả? Yes. Tất cả luôn, kể cả tiền lẫn đồ dùng hay là cái đéo đến đâu nào.
ăn nhiều tôi nghĩ à. Tôi sẽ chiếm một vòng hoa này của tôi. Bion vừa chiếm vòng hoa rồi. Tôi sẽ chiếm vòng hoa. Không không. Đâu, ông bảo gì tôi ăn gì đâu. Tôi vừa quay ra đây. Cơ cờ. Mình vài năm làm đi. Really? Really? Are you that is finished? Lại nào đi. Chị nào đi anh. Are you kidding me? No. That's how loser. We use this. Am I up to you? Am I up to you? Asian be like. Chị vào đây nhanh lên, chị vào giữa. Chị vào đi. Vào đi. Còn hôm nay sinh nhật mà. Sinh nhật chị không có chị ăn kia mà chị. Chị vào nhanh. Đứng vào. Đứng vào nhanh. Cầm bánh đi. Cầm bánh đi, cầm bánh đi. Cầm bánh đi. Đấy, này. Cầm này. Đối bên này cái bánh. Đối bên này cái bánh. Đấy, thôi thì cũng được. Ok. Vào vào chung. Các bạn nhân viên của quán phụ cho. Đúng rồi, mời nhân viên quán. Taco đơn ta 2 triệu 5. Quay từ từ. Biển đàn thằn trong mặt chiếu 5. Các đàn thằn trong mặt chiếu 5. Từ từ. What the fuck? That's bro. Còn nữa đi. Dùng dĩa tôi cắt tạm miếng ấy. Đi đánh ngon phết. Tôi cắt dùng tạm miếng ấy. Ngon phết. Ngồi tôi xin miếng. Đây con 3 miếng này anh. Cô đi ăn đi. À đây. Cô đi ăn là được. Đúng 8 miếng. Bro. Tôi dĩa đâu rồi. Ông biết trình kỹ năng thuyết trình. Ừ. Xong rủ chi đi, giao chủ thư đi ăn cùng thôi nhỉ? Đó không đi được rồi. Thư bảo không đi được mà. Bị xích à? Hả? Bị xích à? Không biết. Nhưng mà bảo không phải bị xích. Học chiều. Lúc nào cũng bảo. Dạ ai thì bị xích à? Chị đang xích đâu à? Chị anh đem đeo, anh đem đeo thì phải bị xích. Rin cũng bị xích nữa, Rin xích nhiều là khác ấy. Thôi Rin được free vào thứ 7 nhỉ? Thế giờ weekend được free. Nói chung cũng bị xích nhiều. Bí giòn đâu rồi? Ok, thế thì bây giờ tôi cũng về đây. Cô đi cho xin đi cặp. Ok. Cô về hết rồi. Ông gọi nước đúng không? Cái gì cơ? Đúng rồi. Em mà tôi không ngồi đây. Tôi hết tiền rồi ông ơi, tôi bây giờ phải về. Ok, bye em. Rồi. Cảnh của mặt tôi đi. Ok, tôi về đây. Bye bye ông không? Ồ, 2 bí giòn. Ông đang gọi Grab à? Yeah.
về không biết mình phải lên học vào không. Ba vì do nhá, ba vì do nhá.